wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. Thưa tất cả anh em đồng chí anh em cô bác để có mặt trong buổi lễ đón dâu ngày hôm nay, trước tiên để tiện cho việc giao tiếp, chúng tôi sẽ được giới thiệu. Trước tiên là mẹ thân sinh của cháu Chí, bà Lê Thị Xuân, và tất cả các cô dì chú bác, các cậu các mờ, quay ra ngoài nhé, rồi rất rất đông bạn bè, rồi anh em trong xóm, cùng tất cả các anh em thanh niên nam nữ cùng trang lứa của cháu Tí đều có mặt ngày hôm nay. Đến với buổi trên dâu hôm nay, chúng tôi có mang đến nhà gái một cây trầu, một chai rượu, một là dâng lên tổ tiên, hai là để thưa chuyện lại với bậc sinh thành của cháu Quỳnh để kịp giờ đẹp để tổ chức hôn lễ cho hai cháu Lê Chí và cháu Quỳnh, Thúy Quỳnh, cho đúng giờ là đúng 9:35 thì chúng tôi được xin cháu Quỳnh ra khỏi nhà và kịp giờ đúng 10:05 để có mặt tại nhà trai để tổ chức hôn lễ hai cháu. Tôi xin hết ạ. Vâng. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa cô dì, chú bác, hai họ của hai gia đình đã có mặt đông đủ tại hôn trường ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác trong dòng tộc. Hôm nay có sự đột xuất của ông chú, ông nọ coi như là cuối công việc, cho nên là nhường lời lại cho tôi. Tôi cũng được sự ủy quyền lại của gia đình nhà gái. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lưu Văn Tuyến, dòng tộc của họ Lưu. Thì báo cáo với gia đình, trước tiên cho tôi năm mới chúc toàn thể hôn trường, bà con, cô dì, chú bác, cụ ông, cụ bà có mặt tại hôm nay ở đây một sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng. Sau đây tôi xin giới thiệu, trước tiên đây là của bố mẹ sinh thành ra cháu gái nhà tôi. Đây của bà nội, ông, của bà thím, mọi người cũng đông đủ hôm nay. Thì bên nhà gái chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, cũng chấp thuận những lời đề nghị của bên gia đình họ nhà trai đã đề nghị ra, thì chúng tôi cũng xin được chấp thuận để coi như là đưa dâu đúng giờ về bên nhà trai. Sau đây tôi xin coi như là nhường lời lại cho em xin một tràng pháo vỗ tay của quý vị. Ngày tháng bên nhau son sắc mặn nồng, mong ta chung sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mênh mông chung tâm thiệp hồng, thanh xuân chỉ có mình em mà thôi. Tô má em hồng ngày phú quý bên gia đình, một chiếc nhân sinh chứng minh cho đôi mình trọn đời trọn kiếp bên nhau ngàn năm, đẹp tình đẹp nghĩa
bước lên thành đường. Mình bên nhau ta cũng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thâm gia. Diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết cuộc đời, bên một người cùng ngắm sao trên trời. Là ho khoan đây điều hát anh mời, thương em rồi cô gái nhỏ anh yêu. Nhân sinh chứng minh cho đôi mình trọn đời trọn kiếp bên nhau ngàn năm, đẹp tình đẹp nghĩa bước lên thành đường. Mình bên nhau ta cũng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thâm gia. Diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết cuộc đời, muôn đời cùng ngắm sao trên trời. Là ho khoan đây điều hát anh mời, thương em rồi cô gái nhỏ anh yêu. Mình bên nhau ta cùng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thâm gia. Diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết cuộc đời, bên muôn đời cùng ngắm sao trên trời. Là ho khoan đây điều hát anh mời, thương em rồi cô gái nhỏ anh yêu.
diễn cho cô dâu chú rể tự dành cho nhau phần quà đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Nhưng để tôn trọng ý kiến của em thì tôi hỏi chú rể Nguyễn Chí, mà thường gọi hàng ngày tôi vẫn thường gọi là thằng cậu. Vâng, thưa quý vị, thằng cậu ngày hôm nay có muốn hôn vợ cái không? Cố. Vâng, rất đơn giản thôi, cố thôi, thích cả chơi thôi. Nhưng để khách quan hơn, tôi hỏi cô dâu là ngày hôm nay anh thì gặp em rất là nhiều rồi, em ở quán lẩu đây cũng lâu rồi, và anh thấy hai đứa cứ đi đầu chim cu lâu lắm rồi. Anh trêu là liệu có thành đôi không, nhưng ngày hôm nay giấc mơ đó, sự trêu đùa đó đã trở thành hiện thực, và người đứng bên cạnh của em đó chính là người chồng yêu quý của mình rồi. Vâng, kính thưa quý vị, tôi muốn hỏi cô dâu, em không muốn công khai đón nhận nụ hôn của chồng mình để em khẳng định tới quan viên hay họ muốn bên rằng em rất yêu chồng em và mãi mãi không bao giờ rời xa, em có đồng ý không? Có. Cô dâu đồng ý và tôi thấy thần thái còn ổn định hơn cả chú rể. Và sau đây thì cô dâu để bó hoa xuống bàn, hai em quay đối diện nhau, chú rể hai tay ôm vào eo cô dâu. Đấy. Vừa cao thì mặc vừa cao, mà nếu mà cao quá thì ta bác xào, không lo. Em có thể nhún nhún một chút, em cô dâu á, nhún nhún một chút, đúng rồi. Em đặt hai cánh tay bờ vai chú rể, em cứ đặt cho nó chắc chắn vào, đây là bờ vai vững chắc nhất của cuộc đời em. Em nhìn thẳng vào chồng em, đó, cứ nhìn vào chồng em, đừng liếc sang thằng MC, cứ liếc hoặc nhìn vào chồng em đi. Và xin mời Tâm Mai, chỉ có anh Tâm Mai mới có khung hình đẹp những giây phút như thế này nào. 3, 2, 1, xin mời một tràng pháo tay rất lớn của quý vị, rất tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, một nụ hôn ngọt ngào cô dâu chú rể đã trao tặng cho nhau và thề hẹn bên nhau sẽ mãi mãi bên nhau cho đến trọn cuộc đời. Và ngay giờ phút ở đây thì cô dâu tiếp tục để bó hoa xuống bàn và cô dâu chú rể sẽ cùng nắm tay nhau bước xuống bên dưới, đi đến từng bàn bắt tay cảm ơn từng người, và tất cả chúng ta chuẩn bị sẵn ly rượu hồng để chào đón sự trở về của cô dâu và chú rể, cùng với đó là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể, sau khi ghi hình chúng ta sẽ bước xuống bên dưới, đi đến từng bàn và bắt tay cảm ơn từng người. Xin mời cô dâu chú rể. Anh bắt cây kế đi ngóng trong em đi, quạt bao mùa xuân em.